Mua xe gia đình 650 triệu Hyundai Kona 2018 hay Toyota Roof 2018 tốt hơn Trong khi Hyundai Kona gây ấn tượng bởi trang bị phong phú thì Toyota Roof mang tới cấu hình 5 cộng 2 khá hấp dẫn Vậy trong tầm giá gần 700 triệu đồng Hyundai Kona 2018 hay Toyota Roof 2018 mới là người chiến thắng Tháng 9 vừa qua, Toyota Group đã chính thức gia nhập thị trường ô tô Việt Nam và tham gia vào chiến trường SUV Line MPV đa dụng. Trước đó một tháng, Hyundai thành công cũng giới thiệu Hyundai Kona 2018 mới với mức giá gần tương đương. Mặc dù không chung một phân khúc, nhưng Hyundai Kona 2018 và Toyota Rup 2018 đều là những lựa chọn rất đáng chú ý đối với người tiêu dùng đang tìm kiếm xe trong tầm giá gần 700 triệu đồng. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá Hyundai Kona 2018 và Toyota Rup 2018 để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thực lực của hai mẫu xe này. Các với Toyota Rup, Hyundai Kona được định sẵn là quân bài chiến lược của Hyundai thành công tại Việt Nam, nên chiếc xe được cung cấp tới 3 phiên bản, được nắp ráp trong nước với tỷ lệ nội địa hóa 12% và có giá từ 615 triệu đến 725 triệu đồng. Toyota Rup được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chỉ bán ra duy nhất một phiên bản có giá 668 triệu đồng. Mời các bạn cùng chúng tôi so sánh Hyundai Kona 2018 và Toyota Rup 2018 với hai phiên bản là Kona 2.0 AT đặc biệt và Toyota Rup S 1.5 AT. Nhìn qua có thể thấy Kona nhỉnh hơn Toyota Rup 7 triệu đồng. Đây hoàn toàn là một con số không đáng kể so với một chiếc xe trị giá gần 700 triệu. Vậy nên, vấn đề giá cả có lẽ không ảnh hưởng đến cục diện đánh giá xe ngày hôm nay. Xét về thiết kế, Toyota Rup mang đậm chất MPV, light, crossover, đúng theo xu hướng gần đây của nhiều hãng xe. Nhiều người cũng ví Rup là tiểu Fortuner vì chiếc xe sở hữu các chi tiết rất quen mắt như lưới tản nhiệt hình thang ngược với 4 thanh ngang màu đen nối với đèn pha vuốt sang hai bên. Ở phía Hyundai Kona, chiếc xe cho cảm giác thuần crossover hơn với các điểm nhấn khá góc cạnh và hiện đại. Về cơ bản, Toyota Group có chiều dài và chiều cao tốt hơn đối thủ rất nhiều. Chiều dài cơ sở cũng nhỉnh hơn Kona 85mm Điều này dẫn đến việc cabin của mẫu xe nhà Toyota chắc chắn sẽ rộng rãi hơn chiếc xe Hàn Quốc. Ngoài ra, group còn có khoảng sáng gầm xe lớn hơn Kona tới 50 mm, nên chắc chắn chiếc xe sẽ leo lề và đi các địa hình khó tốt hơn đối thủ. Về thiết kế đầu xe, Toyota Group sử dụng đèn pha và đèn hậu đều là bóng LED. Lưới tản nhiệt của group được mạ chrome với cản trước khá lớn đi kèm với hốc đèn sương mù tam giác. Ở phía Kona, chiếc xe trông có vẻ khá đơn giản với lưới tản nhiệt hình thác nước Cascading Green. Đèn ban ngày định vị LED, đèn báo rẽ nhấc lên cao và đèn pha chính lại đặt thấp hơn. Hyundai Kona lắp đèn pha halogen cho các phiên bản thường, hơi kém hơn so với Rup. Nếu như khách hàng muốn có bóng LED, thì may mắn là phiên bản 2.0 AT đặc biệt của Hyundai Kona cũng tích hợp bóng này. Về thiết kế thân xe, Hyundai Kona và Toyota Rup đều dập nổi thân xe khá rõ ràng. Cả hai xe đều sử dụng gương chiếu hậu chỉnh gập điện, gắn bao rẽ. Toyota Rup sở hữu mâm xe 17 inch, trong khi Kona có hai tùy chọn là mâm 17 hoặc 18 inch. Ngoài ra, gương chiếu hậu trên Kona có thêm tùy chọn sấy tự động hiếm có. Tiến về phía đuôi xe, Toyota Rup sở hữu đèn báo phanh trên cao, đi kèm cụm phản quang đặt gần cản sau khá lớn. Các chuyên gia đánh giá Toyota Rup cho cảm giác nam tính hơn khi thiết kế đuôi xe kéo dài, đi kèm mang ten vây cá mập đặc biệt. Kona và Rup đều sử dụng đèn báo phanh LED và cánh gió trên cao Tuy nhiên, Kona phiên bản cao cấp nhất sẽ có thiết kế đèn hậu dạng mảnh khá hấp dẫn. Về thiết kế nội thất, cabin của Hyundai Kona 2018 cho cảm giác rất đơn giản và thực dụng, trong khi Toyota Rup thì thể thao, bóng bẩy hơn một chút. Tablo của cả hai xe đều là dạng chữ T cơ bản đối xứng. Trong đó, Toyota Rup là tablo hai màu tương phản khá đặc biệt, còn Kona vẫn dùng nguyên một màu. Về ghế ngồi, Hyundai Kona sử dụng ghế ngồi bọc da cao cấp, không gian để chân và trên đầu đều rất rộng rãi cho những người cao 1m7. Phần ghế sau của Kona đều có thể gập 60-40 để làm tăng diện tích khi cần chất thêm đồ. Ghế lái của mẫu xe Hàn có thể chỉnh điện 10 hướng khá dễ chịu. Ở phía Toyota Roof, chiếc xe nhà Toyota có điểm trừ lớn nhất là chỉ trang bị ghế nỉ và ghế lái chỉnh tay 6 hướng ghế phụ chỉnh tay bốn hướng. Ở hàng ghế sau của xe có rơ trượt lên xuống để giúp mở rộng diện tích để chân. Điểm cộng duy nhất của Rup là có thiết kế 5 cộng 2 với hai ghế quấy có thể chở hai em nhỏ, phù hợp cho các gia đình đông người. Ngoài ra, hàng ghế sau của Rup có thể gập 50-50 khi cần chứa thêm đồ. Vô lăng trên cả hai mẫu xe đều là dạng ba chấu bọc da, tích hợp các phím bấm chức năng cơ bản như chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay. Ở Kona thì xe có thêm tính năng ga tự động Cruise Control tiện dụng và ba chế độ lái Comfort, Eco, Sport giúp tăng trải nghiệm lý thú cho người lái mỗi khi đi xe. Nếu nói Hyundai Kona tự tin nhất ở điểm gì thì có lẽ chắc chắn sẽ là trang bị giải trí. Với phiên bản 2.0 đặc biệt Kona sẽ cung cấp cho người dùng một màn hình cảm ứng IPS 8 inch với hệ thống dẫn đường riêng biệt của Hyundai chế tác cho khu vực nước ta. Ngoài ra, cũng tích hợp Apple CarPlay, kết nối AUX, USB, Bluetooth cùng với 6 loa âm thanh, gương chiếu hậu chống chói tự động, điều hòa tự động và sạc không dây chuẩn quy. Ở phía Toyota Group 2018, chiếc xe sử dụng màn hình trung tâm 7 inch kết nối AUX, USB, Bluetooth, HDMI cùng với dàn âm thanh 8 loa đỉnh cao, điều hòa tự động với cửa gió trần cho ghế sau. Nhìn qua cũng thấy rằng trang bị trên rút tương đối eo hẹp so với Kona. Về tính năng an toàn, Hyundai Kona và Toyota Roof đều có chung các tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi. Tuy nhiên, Kona vẫn vượt trên đối thủ một chút khi có thêm hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù và chống trượt thân xe. Hyundai Kona 2.0 phiên bản đặc biệt hiện đang sử dụng động cơ Atkinson MPI 2.0L, công suất tối đa 149 mã lực tại 6.200 vòng phút và mô men xoắn cực đại 180 Nm tại 4.500 vòng phút kết nối hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, Toyota ROOP lắp đặt động cơ 1.5 L, công suất tối đa 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 136 Nm đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Như vậy, xét về sức mạnh hay sức kéo thì Hyundai Kona cũng sẵn sàng cho Toyota Group hít khói. Ngoài ra, việc sử dụng hộp số tự động có tới 6 cấp số cũng khiến cho chiếc xe phản ứng linh hoạt và êm ái hơn đối thủ người Nhật khá nhiều. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng do dung tích xi lanh lớn hơn nên mức tiêu thụ nhiên liệu của Kona cũng hao hơn đối thủ một chút. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá rằng mức chênh lệch này đang ở ngưỡng chấp nhận được. Cụ thể, nếu đi trong điều kiện đô thị đông đúc thì Kona chỉ tốn kém hơn Group 0,42 lít xăng trên 100 km con số này càng nhỏ hơn khi xe đi trên kiểu đường hỗn hợp. Và thậm chí nếu đi trên đường lớn ít xe cộ thì rúp thậm chí hao xăng hơn cả Kona. Như vậy nếu xét trên tầm giá 700 triệu thì rõ ràng Hyundai Kona là lựa chọn hấp dẫn hơn hẳn so với Toyota Rupp. Chiếc xe Hàn Quốc có nhiều trang bị hơn, vận hành thực sự mạnh mẽ và an toàn hơn đối thủ. Tuy nhiên, Tôi ta rút lại có điểm cộng chết người là cấu hình 5 cộng 2 cực kỳ thỏa mãn các gia đình đông con. Ngoài ra là tính thương hiệu và độ giữ giá điển hình của xe Nhật. Vậy nên, chúng tôi có một góp ý rằng, nếu như bạn sống một mình hoặc chỉ muốn mua một mẫu xe 5 chỗ cho gia đình nhỏ, thì Hyundai Kona chắc chắn là lựa chọn hấp dẫn nhất. Còn nếu bạn cần một chiếc xe thực dụng để chở một gia đình đông người, thì tôi ta có lẽ sẽ phù hợp với bạn hơn.